Mình có một ngôi nhà ngon bổ rẻ đúng nghĩa luôn, chỉ 2,88 tỷ mà chúng ta sẽ có ngay một ngôi nhà mới 3 tầng, một trệt, một lửng, một lầu, được chủ tặng full nội thất ngay chân cầu vượt Cây Gõ trên đường Bến Phú Lâm quận 6. Và bây giờ tôi review xây dựng tất cả các bạn đi tham quan ngôi nhà này. Chào mừng em đến với nhà của bọn anh. Phan ở đây à? Ồ, bọn anh sống đâu chả được, thoải mái đi. Trông đẹp quá, đẹp đúng không? Ngôi nhà này địa chỉ Bến Phú Lâm, nhưng chúng ta đi từ đường Minh Phụng vào là dễ nhất. Hẻm trước nhà hơn 4m. Để tìm một ngôi nhà mới ở ngay sổ hồng riêng quận 6 là điều không hề dễ dàng. Chúng ta sẽ được chủ tặng full nội thất, tương trệt có phòng khách, bếp và toilet. Ngôi nhà có kết cấu 3 tầng gồm một trệt, một lửng và một lầu, với ngang 3,7m và dài 6m. Bước lên lầu 2 là một không gian khá là rộng. Chúng ta có thể bố trí là một phòng ngủ ở nơi đây, có một cửa ra ban công thoáng mát. Bên trên sẽ là một tầng lửng. Vẫn có thể làm một phòng ngủ nữa nha các bạn. Phía sau lầu 1 có một toilet nhà tắm nhỏ. Tổng cộng chúng ta sẽ có đến 2 cái toilet nhà tắm. Dĩ nhiên là với một cái giá rẻ như vậy thì ngôi nhà này nó phải có cái nhược điểm rồi. Và cái nhược điểm nó như thế nào thì hãy liên hệ ngay với mình 0906 301 450 để mình dẫn tất cả các bạn đi tham quan ngôi nhà này nhé. Tôi review tinh tế, chuẩn mực